Xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bản Lĩnh Đối Mặt. Quý vị thân mến, Airbrush là một loại hình nghệ thuật khá là phổ biến và được nhiều người biết đến vào từ khoảng năm 20 đến 60 của thế kỷ trước. Hiện nay thì airbrushing là một kỹ thuật đã được các chuyên gia trong lĩnh vực nghệ thuật đánh giá rất cao. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một trong những người tiên phong về airbrush tại Việt Nam để tìm hiểu nhiều hơn về những điều thú vị thuộc về loại hình nghệ thuật này quý vị nhé. Xin được giới thiệu nghệ nhân airbrush anh Thạch Nguyễn. Xin chào Kiều Ngân, xin chào quý vị khán giả. Trên thế giới, airbrush, nghệ thuật trang trí bằng phun sơn trên các vật dụng đã có từ lâu, nhưng ở Việt Nam vẫn còn khá mới mẻ. Xét về khía cạnh, số người làm nghề này vẫn rất ít. Một trong số đó là anh Nguyễn Huy Thạch, sinh năm 1988, quê ở Phan Thiết. Thầy của Thạch là nghệ sĩ Thế Nhân, mang nghề airbrush từ Nga về. Trải qua gần 11 năm với airbrush, dù từng bị nhiều phản đối và nghi ngờ về sự lựa chọn của chính mình, nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ và bền bỉ chứng minh đó là con đường đúng đắn. Anh đã từng trải lòng. Trong sự nghiệp của mình, anh chứng kiến nhiều người có tài năng nhưng không phải ai cũng thành công. Những câu hỏi là làm thế nào, liệu bạn có thực hiện được nó không? Và anh đã tìm ra được sự khác biệt, không phải nằm ở cách con người ta đối mặt với mọi điều kiện thuận lợi, mà cái khoảnh khắc quan trọng nhất đó là khi cuộc đời nói không với mình. Cho dù phải đối mặt với những hóa đơn tiền nhà, điện nước, chi phí chi tiêu cho gia đình nhỏ và ước mơ của mình, và còn nhiều điều rất muốn nhưng chưa thể làm cho những người thân thương nhất. Điều duy nhất Nguyễn Huy Thạch có thể làm là tin tưởng vào đôi bàn tay trần. Anh luôn hiểu rõ rằng ranh giới giữa sự cô độc và nhàm chán bình thường, và anh muốn làm gì đó vượt giới hạn bản thân. Mỗi hộp thư từ chối từ phía khách hàng đều giúp anh phải nỗ lực hơn, khát vọng lớn hơn. Anh Thạch không chỉ là một người có chuyên môn về cơ khí mà anh còn đam mê về vẽ nữa. Thì khi mà kết hợp hai cái niềm đam mê này lại với nhau thì nó thành một cái công việc rất là thú vị, đó là nghệ nhân của một loại hình nghệ thuật mang tên là airbrush. Nhưng mà không biết là có ai hướng dẫn anh hay là định hướng anh vào cái công việc này không ạ? Bản thân mình thích vẽ mà, nên mình tìm kiếm ở trên mạng. Lúc đó thì internet cũng mới phổ biến ở Việt Nam mình á. Mình tìm thấy có nhiều cái công việc mà nó liên quan tới cái năng khiếu của mình, cái sở thích của mình á. Ngay lần đầu tiên khi mà mình nhìn thấy những cái bức vẽ mà nó kiểu sống động, mà nó ứng dụng được trên nhiều cái chất liệu, nhiều cái bề mặt, chứ không có bị trói buộc vào những cái truyền thống, thì mình đã bị nó cuốn hút lắm. Rồi mình xin chú Thế Nhân. Chú Thế Nhân là người mà đã mang cái nghề đó từ Nga về. Cũng may mắn là chú Thế Nhân đã nhận mình làm học trò, truyền dạy những kỹ năng cho mình. Nhưng mà theo như em được biết thì airbrush cái thời điểm đó nó không có quá thịnh hành ở Việt Nam và cũng không nhiều người biết đến. Và anh cũng như thầy anh là những cái người gần như là tiên phong để đem loại hình nghệ thuật này gần hơn đến với công chúng. Thì mình có gặp phải những cái khó khăn bước đầu gì không anh? Nó rất là lạ, nó không mới. Cái nhiệm vụ mà để phổ biến nó trở thành một cái gì đó rất là khó, mà mình gọi là cái sứ mệnh, cũng như là một cái trọng trách lớn mà mình đã hứa. Mình cùng với những người bạn bè, những người đồng nghiệp, những người học trò đã mất chắc là hơn một thập kỷ để chứng minh cái điều đó. Những người bình thường ở bên ngoài lúc mà nó chưa phổ biến thì thường bị nhầm như airbrush đó là graffiti, phải không? Mình nói là không phải, nó là khác. Ngay thời điểm bây giờ thì nó đã rất là phổ biến, hầu như ai cũng biết đến airbrush là cái gì, là vẽ như thế nào, màu sắc như thế nào, đó là sử dụng cái dụng cụ như thế nào, ứng dụng trong những cái loại hình như thế nào. Thì bây giờ mọi người đều rất là hiểu nó là gì, thậm chí nó được giới thiệu trong những cái trường đại học. Anh Thạch có thể chia sẻ một chút về cái khả năng ứng dụng của airbrush được không? Thường thì họ gọi những cái người mà làm airbrush là airbrusher. Mỗi airbrusher thường có những cái lối đi riêng của mình đó. Ví dụ như mình thì mình thích vẽ trên ô tô, mô tô, thì có những airbrusher khác đó, họ thích vẽ trên trang trí những cái mô hình dùng để vẽ tường hoặc là dùng để vẽ tranh, thay thế cái tranh sơn dầu truyền thống. Cái loại sơn mà để sử dụng cho airbrush á, thì thường là của những cái nhãn hàng, những cái thương hiệu nổi tiếng mà là sản xuất riêng cho airbrush, có những cái tiêu chuẩn chất lượng rất là cao để về độ bền, cái nhiệt độ với cái sự chịu va đập, chịu nhiệt. Hồi nãy anh có nói là những airbrush chọn cho mình những cái phong cách khác biệt, vừa để là sở thích, một phần cũng có thể là để khẳng định cái dấu ấn cá nhân của mình trong những cái tác phẩm á. Không biết là dấu ấn cá nhân cũng như là phong cách của anh Thạch thì như thế nào đây? Đâu sẽ là những cái điểm dễ dàng để mọi người nhận diện được đây là tác phẩm của anh? Bởi vì nó là mỹ thuật ứng dụng mà, nên mình thường làm cái sở thích của khách hàng, thì cái ý muốn của khách hàng. Thường thì mình thích theo cái bố cục nó hơi phóng khoáng một chút, nó không có quá thiên về chi tiết, mình thiên về cái nội dung của cái bức tranh mà mình muốn truyền tải á. Cái nội dung mới là cái quan trọng mà mình muốn nhắm đến. Mục 664 Plan, bia Pháp cao cấp, tươi mát, sảng khoái, bừng tiệc vui. Mục 664 Plan, bia vị chất, gu độc nhất. Theo anh thì những cái yếu tố nào cần thiết để một bạn trẻ có thể theo đuổi và trở thành một nghệ nhân airbrush ạ? Trước tiên, bạn đó phải chuẩn bị cho mình một cái nền tảng kiến thức về mỹ thuật. Airbrush nó cũng giống như những cái loại hình mỹ thuật khác, chỉ là khác cái công cụ sử dụng. Thay vì mình quen nhìn thấy những cái cây cọ truyền thống thì cái này là một cái cây cọ không khí rất là lạ. Cái quan trọng vẫn là cái nền tảng về kiến thức. Nếu không có cái nền tảng về kiến thức thì rất là khó để trở thành một airbrush chuyên nghiệp được. Và em nghĩ bên cạnh đó còn có một khoảng thời gian dài để học tập và thực hành nữa. Thường một airbrush ở trình độ mà cơ bản thì mất tầm khoảng 1 năm, nhưng mà để lên một cái trình độ mà chuyên nghiệp mà có thể làm việc được tốt thì mất tầm khoảng 3 năm. Sau đó thì em nghĩ là làm càng lâu mình sẽ càng giỏi á. Đúng rồi. Thì những cái công việc nó thiên về thủ công mỹ nghệ thì tất nhiên là làm càng lâu á, cái trình độ tay nghề của mình sẽ càng tiến bộ hơn á. Dạ đúng rồi. Cho em hỏi là trong cái quá trình anh làm nghề á thì đâu là những cái tác phẩm mà anh kỷ niệm nhiều nhất hay anh nhớ nhất ạ? Cái tác phẩm mình nhớ nhất đó là một chiếc xe ô tô. Anh bạn khách hàng á, thì ảnh chỉ đưa cho mình một cái idea, đó là anh thích cao bồi, mình phải tự thiết kế, tự design lên bố cục để cho nó phù hợp trên chiếc ô tô đó. Cái chiếc xe cao bồi đó thì nếu mà xuất hiện ngoài đường đó, thì bây giờ mọi người ai cũng biết đó. Và đó là một cái dấu ấn rất là lớn mà cũng được nhiều người nhắc tới đó. Mà trong cái thời gian mà thi công vẽ nó rất là khó, phải làm việc xuyên suốt cả đêm trong vòng 1 tháng rưỡi. Ồ, 1 tháng rưỡi để hoàn thành tác phẩm đó hả anh? 1 tháng rưỡi liên tục, mất rất là nhiều thời gian nhưng mà nó rất là vui. Bởi vì mình thực hiện được cái ý tưởng của khách hàng nè, mình thỏa mãn được cái đam mê của mình nữa. Công nhận khi mà cái đứa con tinh thần của mình mà trải qua 1 tháng rưỡi làm việc á, em nghĩ là nó vô cùng đáng tự hào và đáng nhớ luôn, đúng không anh? Rồi sắp tới thì anh có đang cái sản phẩm nào hay là cái tác phẩm nào mình đang làm dở dang không? Mình đang đợi một người bác cũng là airbrush ở người Canada thì đang đợi cái bác đó qua đây để làm việc chung với mình á. Mình thường giao lưu, tức là gặp gỡ những cái airbrush khác ở trên toàn thế giới á, nên có nhiều cái điều kiện học hỏi kinh nghiệm với học hỏi cái kỹ năng kiến thức mà trước giờ mình chưa được biết, hoặc là ở trên mạng sẽ không bao giờ có. Airbrush ở nước ngoài họ được trang bị cái bằng cấp, rồi được giảng dạy trong trường đại học, rồi được mở những triển lãm, tổ chức những cái convention, những cái festival. Có nhiều cái airbrush làm việc trong Hollywood. Anh ước gì cái ngành nghề này ở Việt Nam mình đó, nó sẽ phát triển mạnh như ở nước ngoài. Thì anh có lời hứa là phải tiếp tục phổ biến nó như là cái sứ mệnh. Anh muốn hoàn thành nó, anh muốn nhìn thấy nó được phát triển như những cái nước khác. Đó là một cái công việc thiện lương, một công việc đáng để nhiều bạn trẻ lựa chọn, làm đẹp cho đời, làm có ý nghĩa hơn với bản thân mình cũng như cuộc sống. Có lẽ là bây giờ nó còn khó khăn, nhưng mà 5 năm sau, 10 năm sau, nếu mà anh không từ bỏ cái nguyện vọng đó của mình thì chắc chắn là anh và những người cộng sự của anh sẽ làm được việc đó. Không biết nói gì hơn, em xin được thay mặt cho khán giả của chương trình Bản Lĩnh Đối Mặt chúc cho anh và những người bạn của anh, những người cộng sự của anh lúc nào cũng nhiều sức khỏe nè, luôn luôn cháy bỏng đam mê với nghề và sẽ thực hiện được hoài bão, đó là lan tỏa và truyền cảm hứng cho những bạn muốn theo đuổi công việc này trong tương lai. Cảm ơn anh Thạch rất nhiều vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến chia sẻ về câu chuyện nghề của mình, và đặc biệt là những cái thông tin rất là thú vị về lĩnh vực airbrushing cho tất cả mọi người cũng biết ạ. Cảm ơn Kiều Ngân, xin chào Kiều Ngân. Dạ, vâng thưa quý vị, rõ ràng là trong bất kỳ một ngành nghề nào cũng vậy. Là người tiên phong thì chúng ta chắc hẳn sẽ gặp không ít khó khăn, nhưng nếu chúng ta vẫn luôn giữ một ngọn lửa đam mê với nghề thì Ngân tin chắc rằng chúng ta sẽ sớm gặt hái được thành công. Và cái điều tuyệt vời hơn nữa là chúng ta sẽ là người tiên phong lan tỏa nguồn cảm hứng đó cho những bạn trẻ khác còn đang chông chênh ngoài kia và đang muốn tìm cho mình sứ mệnh thật sự, đam mê thật sự của mình là gì. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã luôn luôn theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì Kiều Ngân phải nói lời chào tạm biệt rồi. Xin chào tạm biệt quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị ở những số phát sóng tiếp theo.